Như vậy là sau cái truyền thống 10 ngày sống ẩn giật biệt tâm biệt tích thì giờ đây The phu lại bất ngờ đăng lên ảnh list của tập 75 cho người xem chúng ta. Thật ra thì cũng không bất ngờ lắm và mình nói cho vui vậy thôi chứ cũng biết được là kể từ sau tập 73 thì bây giờ tập nào ở đấy cũng sẽ mất khoảng 10 ngày nữa để chuẩn bị và đăng lên list. Tuy nhiên dù vậy, Thế nhưng có thể nói về độ điên rồ thì không đời nào mà mình lại đoán được cả, bởi vì ngày hôm nay The Phu đã đăng tới 5 tấm ảnh lịch và đây quả là một cú sốc cho toàn bộ người xem Skibidi Toilet trên toàn thế giới, bởi vì nếu bạn còn nhớ thì trong cuộc phỏng vấn với Elite Cameraman, anh ấy đã đề cập đến những tập phim mà chính anh ấy cho là hay nhất và có thể thấy là trong số những tập phim đó, tập 75 không được đề cập đến. Vậy nên hầu như mọi người ai cũng nghĩ rằng tập 75 sẽ sớm được ra mắt mà thôi, nhưng thật ra thì không phải như vậy. Vậy thì những cái ảnh lịch này nói về điều gì? Những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện trong tập 75. Ngoài ra thì mình cũng sẽ mang lại cho các bạn một số thông tin độc quyền mà DaFu đã tiết lộ cho Elite Cameraman mà mình nghĩ là nó sẽ khiến các bạn điên đảo đấy nhé. Chào mừng các bạn đến với Ben Chơi Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích toàn bộ bí ẩn từ ảnh leak của tập 75 Skibidi Toilet nhé. Đầu tiên thì hãy để mình bắt đầu tiết lộ tại sao tập 75 lại được đăng trễ như vậy. Như các bạn đã biết thì những tấm anh lít này được Đà Phu đăng lên Instagram của anh ấy và ngay sau khi đăng lên nền tảng mạng xã hội này thì Đà Phu đã nhanh chóng liên lạc cho youtuber phân tích số 1 thế giới hiện tại là Elite Cameraman và cũng là người bạn thân của anh ấy. Đà Phu tiết lộ rằng thật ra Đà Phu có thể đăng tập 75 sớm hơn tuy nhiên anh ấy muốn nghỉ ngơi một chút vào đầu và giữa tháng 6 tức có nghĩa là sau khi tập full 74 được phát hành thì Dafu cảm thấy khá là mệt mỏi vậy nên anh chàng đã quyết định là giãn thời gian đăng giữa các tập ra một chút để bản thân được thư giãn nhưng mà ngoài việc thư giãn thì Dafu cũng đang chuẩn bị cho một số bản thiết kế và bản đồ mới cho những tập sắp tới đó chính là lý do tại sao mà tập 75 lại bị chậm như vậy Điều này cũng dễ hiểu thôi, chúng ta đều biết Dafu là một studio với một người làm Có thể anh ấy có thêm hai hoặc ba người khác nữa giúp đỡ mình làm việc trong các phân đoạn cái này là theo mình đoán, nhưng giả sử đúng thật là như vậy thì mình cái chắc là không thể nào mà đà phu hoàn thành được những tập phim hoàn hảo cho người xem chúng ta nếu như là một cách từ tốn. Mình biết là làm phim 3D rất mất thời gian và có rất nhiều công đoạn, hơn nữa chất lượng của mỗi tập phim mà đà phu mang lại đều nằm ở top tie. Vậy nên, anh ấy và những người giúp đỡ cho anh ấy hẳn là phải luôn ở trong tình trạng deadline dí. Đâm ra, có đôi khi đà phu cảm thấy bị kiệt sức nên là cứ hãy nghỉ ngơi bất cứ khi nào mà anh muốn nhé. Miễn là còn ra phim thì người xem chúng ta vẫn sẽ luôn ủng hộ anh ấy mà đúng không? Ngoài ra thì đà phu cũng tiết lộ thêm cho Elite Cameraman biết về một thông tin độc quyền của tập 75 Và với việc này thì nó sẽ liên quan đến bộ phim nhiều hơn Nên hợp lý nhất thì mình sẽ để nó phần sau của video Vậy nên hãy đảm bảo là xem đến cuối để không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào nhé Bây giờ thì đã tới lúc chúng ta chuyển sang phân tích những bí ẩn trong những tấm ảnh leak mà Dafu đã đăng lên trên Instagram Như đã nói thì có tổng cộng là 5 tấm ảnh leak Vậy nên mình sẽ bắt đầu với những gì mà mình nghĩ là nó ít quan trọng nhất cho tới phần quan trọng nhất Đầu tiên chúng ta có tấm ảnh của một Commander Cameraman Đây là là một nhân vật mà mình nghĩ là không còn xa lạ gì đối với các bạn nữa rồi. Bởi vì anh chàng thực sự đã xuất hiện trong những cảnh bí mật của tập Full Season 24 rồi và ở tập đó thì anh chàng này đang ngồi trên một con toilet với phong thái khá là chiêu, sau đó đốt điếu xì gà và rít một hơi thật sâu. Mặc dù đây là thứ mà mình luôn thắc mắc từ thời điểm mà tập Full Season 24 ra mắt, thanh niên này cũng không có miệng thì hút thuốc kiểu gì. Nhưng mà sau khi nhìn lại thì trong khung cảnh này toàn là những cái mìm troll nên là thôi cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa. Nhưng cũng phải công nhận là phong thái của anh bạn này ngầu thật. Và với việc được chính tay The phu đăng ảnh của anh ta lên như thế này thì có lẽ là Commander Cameraman sẽ là một nhân vật quan trọng trong phe liên minh kể từ thời điểm này. Hơn nữa anh ấy có những chi tiết đặc biệt trên người chẳng hạn như chiếc mũ của một đội trưởng và điếu xì gà ở trên tay. Nó giống với những Cameraman đặc biệt khác chẳng hạn như Lucky Cameraman thì có một cái cà vạt màu đỏ hồng sẫm hay Sim Cameraman thì có một bộ áo vest màu đen nâu. Hy vọng là dự đoán của mình là đúng Bởi vì mình đã có ấn tượng với anh bạn Commander Cameraman này rồi Và thực sự mà nói thì mình không muốn anh bạn này hy sinh sớm như vậy đâu Dù sao thì tấm anh leak này cũng đã tiết lộ rằng Commander Cameraman vẫn đang cầm một điếu xì gà cùng cái phong thái tự tin ấy Hiện tại thì anh ta đang đứng trên một địa điểm nào đó Mà trong đó giống với một bãi kho chứa đồ nào đó Bởi vì các bạn có thể thấy là ở phía sau bên tay phải của Commander Cameraman Là những tấm sắt trông rất giống với một phần của cái thùng container Cũng có thể nơi này là nơi giống với hai tấm anh leak mà mình sẽ chuẩn bị cho các bạn xem Vấn đề duy nhất trong tấm ảnh clip này đó chính là phần ánh sáng trông khá là khác Vậy nên mình không biết là chúng ta có được xem nhiều POV cameraman khác nhau giống như những tập trước hay không Lúc nãy thì mình đã nói rằng đây là Commander cameraman của tập full season 24 Tuy nhiên thì bây giờ mình đã có chút phần vần rằng liệu có phải thực sự là anh ấy hay không Bởi vì nếu còn nhớ thì ở trong phần cảnh bí mật trước đó anh chàng này đã đội chiếc mũ màu xanh lam sẫm Còn ở trong tập này thì chiếc mũ ấy là màu đen Vậy nên mình mới nói là có một chút kỳ lạ đối với ánh sáng của tấm hình Có hai khả năng xảy ra Nếu dự đoán của mình là đúng thì đây chính xác là Commander Cameraman ở trong tập full season 24 Và lý do mà mũ anh ấy bị đổi màu là do đang ở trong một nơi thiếu ánh sáng Vậy nên ta mới thấy cái mũ có màu đen Còn khả năng thứ hai đó là một Commander Cameraman khác hoàn toàn so với anh bạn ở tập full season 24 Và để phân biệt được đâu là đội trưởng của biệt đội nào thì họ sẽ đội những cái mũ có màu sắc khác nhau Điều này cũng đồng nghĩa rằng có rất nhiều các Commander Cameraman ở trong phe liên minh hiện tại để có thể chỉ đạo những biệt đội đi đến những địa điểm khác nhau. đây chỉ là dự đoán của mình thôi. còn thực hư như thế nào thì ta phải đợi mới biết được. tấm ảnh lick tiếp theo đó là về một anh bạn cameraman có ngoại hình khá là đặc biệt với chiếc cà vạt màu xanh lam sẫm và chiếc áo màu vàng ở bên trong. theo như mình thấy thì ở các cộng đồng skibidi toilet thì họ gọi anh bạn này là cameraman Ikea. Bởi vì ngoại hình của anh ấy trông có một sự tương đồng với một nhân viên bán hàng ở trong tựa game có tên là Prolog IKEA khá nổi tiếng ở nước ngoài Nhìn vào tư thế của anh chàng thì có thể thấy anh bạn này đang chờ đợi lệnh tấn công hoặc là đợi điều gì đó xảy ra Ngoài ra thì ta có thể thấy hai con ốc vít đằng sau anh ta xác nhận một điều rằng cái anh lít này và cái anh lít đằng sau là cùng một nơi Mình sẽ cho các bạn xem điều đó sau Nhưng mà có ai công nhận là anh bạn cameraman này khá là đồ còn không? Không biết đó là do cái áo của anh ấy hơi chật nên là ta có thể thấy được phần ngực và cánh tay của anh ấy khá bự chưa kể là khẩu pháo của anh bạn này trông cũng khá là chiến nữa bởi lẽ đây là một cameraman có nhiệm vụ tiên phong ở tiền tuyến sau đó nã những quả rocket vào mặt đối thủ hoặc phá những cánh cửa lớn để đội ở đằng sau tiến lên Tấm ảnh clip tiếp theo trông khá là buồn bởi vì chúng ta có thể thấy một large cameraman đang ngồi cạnh một cameraman Điều quan trọng là anh bạn normal cameraman này đang trông khá là buồn bã và tuyệt vọng anh ấy dựa vào tường, tay thì ôm mặt và cúi xuống đất như thể đang khóc và nói những lời chặn trối trước khi mạng sống của mình bị kết liễu. Còn anh bạn Large Cameraman thì nhìn anh chàng như thể là đang an ủi và bảo rằng cố lên ông bạn rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoài ra nếu để ý thì ta có thể thấy là dưới chân của Cameraman đang là một món vũ khí gì đó mà mình thấy khá là lạ, có vẻ như nó đã hỏng hóc hết rồi. Điều khiến mình cho rằng bức ảnh leak này và bức ảnh leak trước đó là cùng một nơi, đó là ở vị trí này. Ở đây có hai con ốc vít giống hệt với con ốc vít mà chúng ta đã thấy ở anh bạn IKEA là cameraman kia Với dáng ngồi của những người này thì mình có một giả thuyết rằng Có vẻ như đây là một biệt đội ba người và họ đã mắc bẫy Hoặc có những quyết định gì đó sai lầm khiến cho anh bạn IKEA cameraman kia bị kẹt ở trong căn phòng Họ không tài nào có thể cứu được anh bạn IKEA cameraman kia nên đó là lý do mà cả ba người bọn họ đều ngồi như thế này một cách tuyệt vọng Mình không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng nếu nó giống như tất cả những gì mà mình đã dự đoán Thì đây là một khung cảnh khá là buồn và bi thảm đấy Chưa kể là chúng ta hãy để ý đến chi tiết Large Cameraman này Chỉ còn một tay trên người nữa Chứng tỏ rằng họ đã giao tranh với một toán quân Skibidi Toilet Hoặc bị phục kích bởi chúng Sau đó bỏ chạy và rồi bị mắc bẫy Dẫn tới việc cả đội bị tách ra như thế này Ngoài ra thì Đà Phu cũng đã chia sẻ một tin độc quyền khác với Elite Cameraman rằng Tập 75 này sẽ không có sự xuất hiện của các Titan hay thậm chí là Chimen, nhưng nó vẫn sẽ rất quan trọng. Với thông tin này thì ta vẫn chưa biết là Titan Cameraman vẫn còn sống hay đã chết và cũng có khả năng là điều này sẽ được kéo dài trong khoảng vài tập nữa, bởi vì giờ đây cốt truyện đang tập trung sang một phần khác rồi. Dù sao đi nữa thì mình vẫn hy vọng là Titan Cameraman sẽ không hy sinh, bởi vì với những gì mà anh ấy đã làm thì trưởng tộc người Cameraman xứng đáng có một cái kết tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy đến với ảnh lick thứ tư và đây là khung cảnh khá là kinh dị, bởi vì trong tấm hình chỉ có cái đầu của một con Skibidi Toilet đang nhè răng cười và thứ khiến cho người xem hoảng hốt đó chính là đôi mắt của nó đang mở to ra hết cỡ. Điều đáng chú ý ở đây đó là việc cái vòng tròn kỳ lạ ở đằng sau của con Toilet này là gì. Ta đã thấy những cái vòng tròn này từ một con Astro Toilet và ban đầu thì mình nghĩ rằng nó có thể là một con Astro. Tuy nhiên thì nhìn kỹ lại nó không có mũ, mà mũ là một thứ đặc trưng cho chủng loài Astro. Nếu mình đã bỏ đi cái suy nghĩ đó, có lẽ là phải chờ cho tới khi tập 75 ra mắt thì mới có thể đoán được, chứ vì hiện tại quá thiếu thông tin. Hơn nữa, với khung cảnh ngoài trời mà con Skibidi Toilet này đang đứng thì ta có thể xác nhận rằng tập 75 sẽ bao gồm khung cảnh ở trong nhà và ngoài trời. Ở cái anh clip cuối cùng thì bạn sẽ thấy vô cùng bất ngờ đấy. Vậy nên hãy tập trung và chuẩn bị tinh thần để theo dõi đi nhé chính xác thì tấm ảnh lít cuối cùng này đó chính là một cái ghế đúng vậy đó là một cái ghế theo đúng nghĩa đen không hơn không kém mình chả hiểu tại sao The phu lại đưa cái ghế này lên và tới giờ thì nó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong toàn bộ lịch sử đăng lít của The phu Lít về cái trứng trước đó thì nó còn có lý do và mình còn hiểu được giữa cái ghế này thì chẳng ai có thể giải đáp được ý nghĩa của nó là gì cả có thể đây là một cái trồn từ The phu hoặc cũng có thể là anh chàng đang muốn dự báo một điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra nhưng mà chắc chắn là hãy nhớ đến chi tiết này bởi vì nó đã đi vào liếc và chắc chắn nó rất quan trọng trong tập 75 đấy và đó là toàn bộ về những tấm anh lít của tập 75 này nếu thấy video này hay và thú vị hãy để lại cho mình một like một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại